Khỏe chưa chị? Đỡ đỡ bệnh chưa? À, mà ổn rồi hả? Qua đây hết mất rồi vậy. Nói chung là chị cũng quan tâm cho mấy anh. Dạ, lần đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào đại gia đình nha. Hiện tại thì bây giờ mưa cũng rất là lớn cả nhà. Thì chị Hồng Loan cũng đã xuống rồi. Thì mấy anh em cũng qua quay như chia sẻ cả nhà mình xem buổi tối ngày hôm nay. Phải nói là sáng giờ thì nắng rất là nắng luôn. Bây giờ thì mưa thì nó hơi mát cả nhà. Đó, bây giờ Hậu Nhân qua đường quay chia sẻ cả nhà mình xem nha. Khỏe chưa chị? Đỡ đỡ bệnh chưa? Tạm ổn rồi hả? Qua đây hết mất rồi chị. Nói chung là chị cũng quan tâm cho mấy em. Bộ gì chưa biết ngồi em chưa gấp dữ vậy lắm. Chị Loan bị lộ thông tin rồi. Chị Bích Trâm mới công bố lên rồi. Chị Bích Trâm nói chuyện á. Chị Bích Trâm nói chuyện á. Chị kẹo chị á. Cái vụ hồi trưa hỏi em là đi xuống Hồng Chánh á là vụ gì đó. À. Tự nhiên chị cũng hỏi là ủa chắc nó bị gì vậy đó, có bị gì đâu. Có nghĩa là lúc trưa có nghĩa là lúc trưa á là Trâm đang bán hàng, khán giả vô nhiều quá, hỏi nhiều quá mà Trâm không biết cái vụ gì. Dạ. Cái hỏi anh Khang biết gì không, nói đâu có biết gì đâu, nhưng mà nghe thông tin á là Hồng Loan đi diễn ở dưới núi Sam á, sẵn ghé nhà thăm anh Chánh chơi chứ không có gì đâu. Ừ, đúng rồi. Giờ Trâm mới nói thôi để hỏi đi, hỏi mớm thì cho chắc là gọi em luôn á. Dạ. À, chưa cười ngồi cười quá trời nó trời bài không nhiều chuyện ghê á. Chưa là cái vụ đó, cái vụ mà đi thăm anh Chánh á, để tôi đi chơi cả nhà chứ không có chuyện gì hết. Dạ đất mí vậy quý em. Chị Loan ăn me hả? Nói chị Loan ăn me mới nhớ tới Bác Năm. Hồi xưa Bác Năm đi hát á, có ông nào đưa chùm me cho Bác Năm. Trời ơi, Bác Năm lấy Bác Năm thải lại. Ta đang hát được chùm me sao hát. Ông chú Linh Tâm chứ ai? Ở chú Linh Tâm ăn dẹo ăn me dưới. Là một người rồi. Một người thứ hai nữa là lúc mà chú đi hát, đi phát từ thiện á, hát cho mấy cô chú bác đang đến lãnh quà rồi, hát cho cô chú bác nghe á, cũng có một người cầm nguyên một chùm me đó đến đưa. Trời ơi chú thải lại, trời tôi đang hát mà nghĩ sao vậy. Thì chú là chú là đang hát từ tình ấu, chú là tập dưới là tập chùm me chép cắn chùm me là chập mẹo, cái đó là một diễn hài có hài. Đó, thật sự nhưng mà nói đi nó lại em đang hát mà cắn trắng cầm cái me mà ăn vô thèm nước miếng, không phải là thầy gọi là thèm, nước miếng tự động nó chảy nước miếng luôn á. Nói chung là xem mấy cái lần video đó rất là vui, rất là thích. Đó, chiều nay chị Loan phải nói là sáng về á, là thấy chị mệt trong người rồi, chị muốn bệnh rồi, thì tới chị cảm á, chị đã cảm rồi thì anh em cũng hỏi, cũng như là chị kêu chị á, là có mật ong á, thì mình lấy mật ong mình lấy tắc á, mình bỏ vô mình chưng khắp thỉ anh, uống chừng 2-3 lần là nó hết luôn mà rất là ngon nha. Mật ong á mà anh bỏ tới tắc vô anh cắt cái đầu nó thôi,
rồi bỏ trái cắt vô, anh nấu cách thủy á, chừng nửa tiếng thôi là trái cắt nó chín luôn và mật ong nó thấm trong đó. Và cái vỏ tắc á là nó trị ho thì cảm rất là hay. Rất là hay luôn. Rồi đợt em bị em ho hoạn hết, mềm lạnh gì hết á. Thì ở đây á, cả nhà ngày hôm qua thì Hậu Nhân cũng có nói câu nói như thế này, thì cũng một chị gái chị bình luận đấy rất là hay luôn cả nhà. À, có một người, có nhiều người bình luận vô nói chị Hồng Loan là hay khóc, thì phải nói là da mình thì làm sao mình không khóc được đúng không cả nhà, nhớ là phải khóc thôi. Có chị gái bình luận thế này, chị nói em nghe, nhớ ba là một phần, nhiều khi Hồng Loan bị tụi nó vu khống, nhục mạ, trù dập, mặc dù không nói lại nhưng buồn, tủi thân rồi khóc thôi, đúng không? Ủng hộ Hồng Loan. Phải nói thật sự chị Hồng Loan ở nhà bây giờ là rất là tội nghiệp luôn. Không phải là gì, bị rất là nhiều người công kích từ tinh thần nó đến những cái mình bán buôn cái gì tụi nó cũng vô công kích hết. Đôi khi mà con người hỏi anh con người đúng không, cũng có cái sức khỏe mình nào đó thôi mà nó chịu nhiều áp lực quá mình mới sinh ra bệnh luôn á. Hôm nay là chuyện đó bệnh luôn rồi đó anh. Nói anh bán hàng cũng vô nói, nhưng mà mình nói lại á thì có cái để nó kiếm chuyện nói nữa đó. Lúc trước á thì em biết, em mới nhớ là đôi khi chị nói lại có cái thôi là nó quay quanh kiếm cớ nói lại đó. Mình không nói thì nó nói mình gì đúng rồi á, mình nói lại đâu nói mình thế này thế kia đó. Mà nói như thế nào cũng không vừa lòng hết. Thì anh Linh Tý nè, chị Bích Trâm nè, cũng như là chị Ni nè, sẽ đứng ra, đứng bên ngoài ra hỗ trợ, nói lên những dạch mặt những người đó ra, như là anh em YouTube trước nhà và những anh em YouTube xung quanh. Đó, bên ngoài nhiều khi không tới, nhưng mà ở nhà ta người ta nói lại, thì dạch ra được một mặt của những người đó rồi. Em thấy là có những cái kia nó đưa lên tình hình giống như là đang ở trong nhà, kiếm gì mà ở Việt Nam có những công thức mà ở ngoài, anh em dạch nó không được, nhưng mà nó mà em tự em nói nha, mình cũng làm một người đúng không anh, mình làm như thế nào mình làm cho nó đúng đi, sao mà chuyện của người khác mà mình đem vô mình nói như đúng rồi á, không sợ là cái nghiệp hay là cái gì nó bị nó ảnh hưởng cho người mình còn gia đình, mình còn con còn cái, mình làm cho nó đúng bản thân mình đi. Đừng có nghĩ mình làm những cái đó mình thấy mình hay, người ta coi mình nghĩ mình hay, nhưng thật sự những cái người đó người ta coi mình, người kia ta coi thử cái mình nói cái gì thôi đó, chứ không phải là người ta yêu thương. Mình sống làm thế nào để cho người khác yêu thương, đừng có đem người khác ra mình vùi dập. Em nói anh nghe, mỗi người nha, mình có tâm thì tướng mình sẽ tốt, những cái mặt mình nó sẽ sáng láng ra. Còn có người mà chuyên môn nói xấu người khác đó là cái mặt nó kỳ lắm thật. Mình làm gì làm, mình kiếm tiền mình cũng tiền, nhưng mà mình phải suy nghĩ. Giống như thầy lời nói, em có tiền không? Không phải là mà có cần, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng gì xảy ra, cũng có cần nghèo, vui cũng có tiền. Nhưng mà cần rất là không có lại tâm tư, phải suy nghĩ. Nó sẽ có nhất, thứ hai, giống như cái kèm mà bây giờ nó đang rất là hot ở ngoài xương rồi. Hầu như rất là nhiều anh em là đi khắp giờ mà đã quay riêng anh và thằng anh ơi, mình cũng muốn kiếm tiền ở bên ngoài bà xã mà chờ kiếm tiền đó bao giờ. Ví dụ một ngày anh nói là có tên là một ngày 50 triệu 10 triệu 20 triệu ngày, nhưng mà giờ anh nói là một ngày ông kiếm 20 triệu đi, ông đi đó mua bốn cốc ông không đi ông phải ở nhà. Mà cái đó là thầy người ta đang tu, mình là đi theo cuốn hút mà lôi cuốn hút đó, chia sẻ nhiều quá, chia sẻ nhiều quá đó, để trên con đường là thầy đi tu đó cho nó tốt hơn. Đúng rồi, cho nên là anh bây giờ đó giờ anh cho sao. Thật sự như mấy ngày hổm á thì em nghe thầy thì em cũng có đi ra ngoài mấy bữa, nhưng mà trong lúc mà em quay á là em đi mấy anh em rủ thì em đi thôi, đi một phần mình trải nghiệm, một phần là đi ra ngoài quay á thì thấy khán giả người ta bình luận cũng rất là nhiều, người ta nói để thầy tu đi mấy ông nội ơi đó. Rồi trong cái cuộc lúc mà em đi quay em trải nghiệm được rất là lộn xộn luôn anh, người tranh người kia giành, em nói thôi rồi thôi đi
rồi em lúc đó em đi quay ngoài đó, em suy nghĩ là ở nhà quay chị Hồng Loan nó gần nhà nữa anh, nó thoải mái, một ngày kiếm 200 ngàn, khi 300 ngàn, khi 100 ngàn, khi ngàn kiếm 400 ngàn, như tỷ vậy hên xui đó, có nhiều mình mua nhiều, ít mua ít, chứ em không có muốn xô bồ vào ngoài đó. Ừ, nhà con cũng khỏe. Với lại ở đây á, thì chị Hồng Loan cùng anh chị cũng thương mình, đó mình quay thoải mái đúng không? Ấm lòng ha, cũng rất là vui. Chị cũng quan tâm cho mình, sự rất là vui luôn. Được không ạ? À, hồi sáng thì chị Hồng Loan cũng bị bệnh đó cả nhà, bây giờ cũng đỡ rồi, tự rất là lo, gần tới ngày đi do lên chùa hát rồi mà thấy bệnh rất là lo luôn. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, thân nhân cũng xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Trời ơi, mưa lớn rồi nữa rồi, mưa lớn rồi cả nhà, quá tính qua đường mà giờ mưa lớn quá trời. Đó, quay cho xa cho cả nhà mình coi Sài Gòn bây giờ mưa nè, mưa như vậy á thì đỡ cho bà con ở vùng sâu vùng xa họ bị thiếu nước quá trời, bây giờ có nước rồi nè cả nhà. Đó, mưa lớn ha, rất là vui ha cả nhà. À, thấy cái cảnh này nó mát gì đâu quá cả nhà. Đó, nước mưa rồi. Anh nói mấy hạt mưa nhìn đẹp quá ha, nhưng mà chạy qua bên đường mới khổ nè. Hôm nay thì nói chung là cái quán cũng đóng cửa sớm đó nha, cái quán cũng đóng cửa sớm, trời mưa nó tạt vô tới bên trong luôn, đó, tạt vô tới bên trong chỗ anh giờ thì em đang đứng đó cả nhà, anh em đứng sát vô để mưa tạt. Dạ video cũng khá là dài rồi, hào nhân cũng xin kết thúc ở đây nha cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.